Column số 1, bệnh nhân nam 66 tuổi, 123,8 kg, BMI là 42 kg trên mét vuông. Như vậy bệnh nhân bị đái béo phì độ 3. Tiền sử bệnh là nhồi máu cơ tim, rối loạn lipid, tăng huyết áp. Bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 gần đây sau 1 tháng tập luyện thể dục và thay đổi chế độ ăn mà không từng dùng thuốc. Bệnh nhân có mức HB1C là 11% và đường huyết lúc đó là 362 mg trên ml. Khởi đầu thuốc nào phù hợp nhất? Thì đây là một bài tập mà mình lấy trên mạng. Ở đây có một vấn đề như sau là bệnh nhân béo phì tiếp 3, độ 3, HB1C 11% và đường huyết lúc đó là 362 mg trên ml. Đối với một bệnh nhân thế này, người ta thường sẽ sử dụng thuốc ngay chứ không ai cho thử thách là sau 1 tháng tập thể dục và thay đổi chế độ ăn không dùng thuốc hết á. Insulin cần phải sử dụng ngay khi nào? Đó là trong các trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng là gầy hoặc là có triệu chứng lâm sàng của tăng glucose huyết giống như là mờ mắt hoặc là vết thương khó lành chẳng hạn. HbA1c lớn hơn 1% hoặc là glucose lúc đói lớn hơn 300 mg trên ml. Glucose huyết bất kỳ lớn hơn 350. Vì thế bệnh nhân này có HbA1c là 1% và đường huyết lúc đói là 362 mg trên ml. Vì thế bệnh nhân này cần phải sử dụng insulin. Và ở đây là phù hợp D là tối ưu nhất là sử dụng insulin nền phối hợp với insulin nhanh. Cơ lâm sàng 2. Bệnh nhân nam 66 tuổi ngày hôm nay được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, tiền sử bệnh là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, suy tim tâm thu, có giảm phân số tổng máu. Phân số tổng máu là 33%, phân độ Nihan là 3. Bệnh nhân có điểm phù hai chân mắt cá là 2 cộng. Ngoài việc cải thiện chế độ ăn và tăng cường tập dục nên bắt đầu điều trị bằng thuốc nào tốt nhất? Là A là linagliptin, B là pioglitazone, C là exenatide, D là metformin. Thì cái bài tập này có một vấn đề, đây là bệnh nhân bị NIHA3 nên không thể tăng cường thể dục được. Bắt đầu mình sẽ đánh giá mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Bệnh nhân SRC là 1,8 mg trên dl. Ta sẽ tính 66 tuổi. Ở đây mức lọc cầu thận của bệnh nhân là 40 ml phút. Rồi, đối với mức lọc cầu thận 40 ml phút thì chúng ta có thể sử dụng được các thuốc nào? Đầu tiên là exenatide, thì exenatide không cần chỉnh liều trong suy thận. Tuy nhiên khi mà mức lọc cầu thận bé 60 ml phút thì exenatide không dung nạp tốt, do đó không khuyến cáo dùng trong suy thận. Thứ hai chỉ sử dụng khi mà không còn thuốc nào phù hợp hơn rồi. Thứ hai là TZD. Đây là đáp án C này. Pioglitazone thuộc nhóm TZD chuyển hóa qua gan nên có thể dùng trong suy thận. Tuy nhiên bệnh nhân bị suy tim mà thuốc này là một thuốc ứ nước và gây phù cho nên không thể dùng trong phù và suy tim như 2, 3, 4 được, vì thế không có sử dụng trong trường hợp này. Thế là metformin có thể sử dụng được không? Metformin có thể sử dụng trong suy thận nha. Đó là nếu mà tốc độ lọc cầu thận từ 60 đến 89 ml phút thì có thể dùng tối đa đến 3.000 mg. Nếu mà từ 45 đến 89 ml phút thì có thể dùng 2.000 mg một ngày. Nếu mà mức lọc cầu thận từ 30 đến 44 ml phút thì có thể dùng 1.000 mg một ngày với liều khởi đầu không vượt quá một nửa mức liều tối đa. Bệnh nhân này có mức lọc cầu thận là 40 ml phút nên chúng ta có thể dùng liều tối đa là 1.000 mg một ngày. Và cái liều này được tính theo metformin HCL nha, nếu sử dụng metformin bao giờ thì phải tính lại liều. Cái này là mình lấy trên cái tài liệu của cơ quan quản lý dược pháp là ANSM á. Tuy nhiên, bệnh nhân này có trường hợp nào? Đó là bệnh nhân có tình trạng dẫn đến thiếu oxy mô là suy tim mất bù, NIHA3 là suy tim mất bù rồi. Cái trường hợp mà thiếu oxy mô thì cơ thể sẽ dẫn đến một tình trạng là hô hấp yếm khí tạo thành axit pyruvic. Mà axit pyruvic sẽ chuyển hóa thuận nhiệt tạo thành axit lactic. Vì thế, trường hợp này chúng ta không thể sử dụng metformin và thuốc nào tốt nhất chính là A vì có thể sử dụng trong trường hợp này. Column sang 3. Bệnh nhân nam 56 tuổi mắc đái tháo đường tiếp 2 đang điều trị với metformin 1.000 mg nhân 2 lần ngày. Bệnh nhân không có bệnh tim mạch hoặc bệnh lý mạng nào khác. Huyết áp là 148 trên 78 mg thủy ngân. HbA1c là 6,9. Vậy thì thuốc nào phối hợp với metformin có khả năng cao nhất làm giảm biến chứng mạch máu nhỏ và lớn ở bệnh nhân? A là insulin glargine, B là sildenafil, C là glibutide, D là niacin.
Thì đối với cái mục tiêu của bệnh nhân á, HbA1c là 7,0% đúng không? Mà nếu mà bệnh nhân có đáp ứng tốt nữa thì có thể đưa xuống 6,5%. Các bạn có thể coi video này. Chúng ta có là gì ạ? Là chiến lược kiểm soát huyết áp, có kiểm soát LC cortisol, có kiểm soát đường máu và HbA1c, hay là thay đổi lối sống, hay là sử dụng aspirin, thì chúng ta sẽ sử dụng cái biến nào và cái chiến lược nào sẽ đem lại lợi ích cho người bệnh. Vâng. Đợt này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, chúng ta nghĩ rằng là gì ạ? Là kiểm soát đường máu và HbA1c. Tuy nhiên đáp án là đáp án sai, vì thực ra cái lợi ích lớn nhất mà người bệnh có thể, một bệnh nhân đái tháo đường có thể thụ hưởng được chính là nhờ câu chuyện kiểm soát huyết áp. Lý do vì sao chúng tôi có thể nói được câu chuyện như thế này, thì chúng ta tính cái number needs to treat, tức là cái số lượng bệnh nhân được hưởng lợi, để chúng khi mà chúng ta hạ LC cortisol 1 millimol, chúng ta hạ huyết áp từ 5 đến 10 mét thủy ngân, hoặc là chúng ta hạ B1C cứ khoảng 1%, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay nếu chúng ta muốn hạ biến cố mạch vành, cái lợi ích nhiều nhất là gì ạ? Là chính là nhờ cholesterol máu, chúng ta điều trị rất ít bệnh nhân chúng ta đã được hưởng lợi. Nếu chúng ta muốn làm giảm biến cố liên quan đến tai biến mạch não, lợi ích lớn nhất thu được là nhờ gì ạ? Là nhờ về kiểm soát huyết áp. Và nếu chúng ta gộp lại chung vào biến cố tim mạch thì lợi ích thu được hưởng lợi nhất chính là về câu chuyện mà làm điều trị kiểm soát huyết áp của người bệnh. Như vậy rõ ràng là cái chúng ta nghĩ rằng ở trên bệnh nhân đái tháo đường chúng ta nhằm vào cái đích đái đường là không đúng, mà trong khi đó chúng ta cần phải đánh giá cách tổng thể và đưa ra một cái nhìn tổng quát hơn. Về các chúng ta nhìn thấy mục tiêu kiểm soát huyết áp của một người đái tháo đường là bao nhiêu, chúng ta có các cái mốc như sau: 140/90, có cái mốc 140/80 nếu các bạn đọc một số guideline, 130/80 hay là càng thấp càng tốt, hay là tùy theo từng triệu chứng của người bệnh. Vâng, và tất cả ở đây thì đều đồng thuận một cái mốc là 130/80. Chúng tôi hơi ngạc nhiên là tại sao vẫn còn có các bạn mà có những cái mốc khác, bởi vì thực ra theo cái đồng thuận từ ESC năm 2018 chúng ta đã có một cái mốc thấp hơn rồi. Và đây là cái những cái phần mà chúng ta muốn thấy là gì ạ? Đây là cái ngưỡng điều trị huyết áp để cho dù là bệnh nhân có đái tháo đường hay bệnh mạch vành thì thực ra bây giờ người ta đã đưa xuống cái mốc 130/80 và cố gắng là gì ạ? Là huyết áp tâm thu là dưới 120, không quá 120. Tức là nếu như bệnh nhân quá thấp thì sẽ thể có thể có vấn đề, còn nếu nói chung thì chúng ta sẽ duy trì ở cái mức là gì ạ? Là 130/80, đấy là cái đích để chúng ta cần đạt được. Và với cái đích như thế này thì rõ ràng là cái xu thế quan trọng là cần phải phối hợp thuốc từ đầu để chúng ta có thể kiểm soát một cách tốt hơn, và muốn kiểm soát tốt hơn thì lúc đó chúng ta mới giảm được các cái biến cố tim mạch. Tuy nhiên câu chuyện là gì ạ? Cái lợi ích thực sự từ việc kiểm soát huyết áp tích cực nó chỉ rõ ràng ở những cái bệnh nhân mà kiểm soát đường máu tiêu chuẩn mà thôi. Còn trên một bệnh nhân mà đã kiểm soát đường máu hết sức tích cực, tức là đâu đó chúng ta có các tác dụng được hưởng lợi nhờ trên huyết áp, thì thực ra cái lợi ích từ việc kiểm soát huyết áp tích cực này nó sẽ giảm đi. Các bạn vừa coi video trên và có thể thấy là đáp án chúng ta nhận là lisinopril. Cân nặng 4, bệnh nhân nữ 65 tuổi mắc đái tháo đường nên điều trị với metformin 1000 mg 2 lần ngày trong 2 năm qua. Mức HbA1c đó là 8,5%, huyết áp đói luôn nằm trong một khoảng mục tiêu 190 đến 200 mg trên DL, lựa chọn nào phù hợp nhất? A là tăng liều có thể sử dụng. B thêm insulin không cần thiết, chưa cần thiết phải thêm insulin nhé. C chuyển từ metformin. Câu metformin là không phù hợp, chuyển metformin là không phù hợp. Tại vì metformin là thuốc đầu tay nên từ người ta thường gọi là metformin thần thánh mà. D là thêm salicylatin cũng có thể. Cho nên cái trường hợp này chúng ta có thể cho hai đáp án, đó chính là A và D. Cơ lâm sàng 5, bệnh nhân nam 66 tuổi mắc đái tháo đường tuyếp 2 4 năm, chỉ số HbA1c là 4,7%. Thuốc đang dùng metformin 1000 mg nhân 2 lần ngày, lựa chọn nào là tốt nhất? Bệnh nhân có thay đổi chế độ ăn và khẳng định mình tập luyện thể dục thường xuyên trong mấy tháng qua nhé. Vậy lựa chọn nào là tốt nhất? A là tiếp tục sử dụng các thuốc hiện tại và tư vấn nhằm cải thiện chế độ ăn và tăng cường thể dục. Thì các bạn biết là mức mục tiêu là 7,0 và bệnh nhân chưa đạt được, và bệnh nhân có thay đổi chế độ ăn và khẳng định mình đang tập luyện, vì thế A không hợp lý. Câu B ngưng metformin. Tại sao phải ngưng metformin? Nên câu B là không hợp lý. C thêm natagliptin 60 mg nhân 3 lần ngày, và D là thêm sitagliptin 100 mg nhân 1 lần ngày. Hai câu này đều phù hợp vì bệnh nhân không có chống chỉ định với một trong hai trường hợp này, và hai thuốc này đều có làm giảm HbA1c.
Câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Là đối với cả câu chuyện kiểm soát huyết áp tích cực như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc men là như thế nào? Đối với cả cái câu chuyện huyết áp mà đầu tay là 150/95 thì thuốc hạ huyết áp đầu tay của bệnh nhân đáy tháo đường là bao nhiêu? Ức chế men chuyển hay ức chế hữu thể, chạy beta hay chạy kênh canxi hay lợi tiểu hay là nhóm nào cũng được. Vâng. Một câu hỏi có vẻ là tương đối đơn giản các bạn đúng không ạ? Chúng tôi sẽ thử xem là đáp án là như thế nào. 62 trường hợp đưa là cái đáp án, tuy nhiên còn một đáp án đúng nữa. Còn một đáp án đúng nữa, đó là nhóm nào cũng được. Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta thử xem xét câu chuyện như thế nào. Đây là đánh giá cái hiệu quả về điều trị hạ huyết áp và giảm tử vong của đơn và đa trị liệu như bệnh nền đái tháo đường. Chúng ta thấy là gì ạ? Khi mức huyết áp còn thấp, tất cả hiệu quả của các loại thuốc là như nhau. Thiazid, beta blocker, chạy kênh canxi hay chạy beta do cảm lớn như nhau, và chỉ đến khi nào bắt đầu gì ạ? Bắt đầu huyết áp cao lên, chúng ta cần phải phối hợp trị liệu, thì lúc đó cái việc phối hợp thuốc nó mới đem lại giảm tử vong của vùng tim mạch, và lúc đó cái dạng phù hợp sẽ là ức chế men chuyển cộng với chạy kênh canxi. Như vậy rõ ràng là gì ạ? Là trước đây chúng ta cứ đinh ninh một câu là ức chế men chuyển, ức chế hữu thể là cái thuốc đầu tay, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Dựa trên các số liệu thực tế, chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ thay đổi dần cái quan điểm. Đây là một cái bảng phân tích gộp khác, so sánh các cái phương án điều trị khác nhau để chúng ta thấy hiệu quả là như nào. Như vậy rõ ràng ở câu chuyện là khi huyết áp tăng cao, khi chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp cách tích cực, phối hợp thuốc là quan trọng, thì lúc đó ức chế men chuyển hay là chạy kênh canxi nó bắt đầu bộc lộ ưu thế ở nhóm đáy tháo đường, còn ở nhóm thấp thấp thôi thì thực ra câu chuyện hạ huyết áp thế nào cũng được. Và chính vì thế cho nên nếu chúng ta nhìn nhận lại là cái thuốc nào thực sự có tác dụng bảo vệ tim mạch và bảo vệ thận ở trên bệnh nhân đái tháo đường, thì đây là một cái phân tích gộp khác so sánh rất là nhiều các cái nhóm khác nhau để tìm ra cái gì là cái thực sự quan trọng. Thì người ta thấy là gì ạ? Cái nhóm thực sự nó bảo vệ tim mạch ở những bệnh nhân đái tháo đường, đó là nhóm ức chế men chuyển, ức chế hữu thể. Tương tự như vậy, cái nhóm để bảo vệ các biến cố trên thận, đó là ức chế men chuyển, ức chế hữu thể. Và như vậy chúng ta có thể phối hợp hai thông tin vào với nhau. Chúng ta có thể thấy đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn chọn hai đáp án, ức chế men chuyển, ức chế hữu thể vẫn là cái để bảo vệ tim mạch và thận. Tuy nhiên, đối với cả những cái giai đoạn đầu khi huyết áp chưa tăng cao thì thực ra nó không quá quan trọng như chúng ta thường nghĩ, để chúng ta có một cái lựa chọn khác phù hợp hơn. Bên cạnh cái câu chuyện mà hạ được con số huyết áp thì đối với người đái tháo đường nó còn một cái việc nữa hết sức quan trọng, đó là vấn đề biến thiên huyết áp như thế nào. Và nếu chúng ta chia cái biến thiên huyết áp ra, chúng ta sẽ thấy ở một bệnh nhân bình thường cũng như một bệnh nhân đái tháo đường nó có rất nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như tăng huyết áp tăng vọt về buổi sáng, tăng huyết áp trong ban ngày tức là trong lúc chúng ta làm việc, hay là tăng huyết áp về đêm. Và nhóm đái tháo đường là cái nhóm điển hình ở cái câu chuyện hoặc là tăng huyết áp về đêm, hoặc là tăng huyết áp tăng vọt về buổi sáng. Và nếu như vậy chúng ta sẽ thấy ngay tất cả những lý thuyết mà chúng ta đang áp dụng chủ yếu để áp dụng cho câu chuyện huyết áp lúc đỏ phòng khám vào ban ngày. Còn những cái khác liên quan đến biến thiên của huyết áp thì thực ra chạy kênh canxi tốt hơn rất nhiều so với ức chế men chuyển, hoặc là nếu chúng ta muốn giảm cái biến thiên huyết áp về đêm thì chúng ta còn có lợi tiểu, chúng ta còn có SGLT2 hoặc là thuốc acne là những dòng thuốc mới. Như vậy rõ ràng cái câu chuyện một phần nào để giải thích vì sao trong giai đoạn đầu tiên khi huyết áp chưa tăng cao chúng ta không nhìn thấy một sự lợi ích rõ rệt, bởi vì nó còn ngoài chuyện kiểm soát con số huyết áp, chúng ta còn cần phải kiểm soát cả biến thiên huyết áp nữa. Và có lẽ là trong một vài năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy cái trường phái để mà chúng ta giải quyết câu chuyện đó. Sang cái nhánh thứ hai là cái nhánh tiếp theo, cái hiệu quả thứ hai để giải quyết câu chuyện đó chính là kiểm soát lipid máu của người bệnh. Thế thì trước đây chúng ta nói có rất nhiều loại lipid khác nhau, nhưng nếu chúng ta đặt mọi thứ lên một bàn cân, chúng ta sẽ thấy câu chuyện là gì ạ? Là tất cả những gì chúng ta đang bàn ngày hôm nay phụ thuộc vào câu chuyện hiệu quả của hạ LC cholesterol như thế nào. Tất cả các thứ thuốc kể cả fibrat nó cũng có thể hạ được biến cố tim mạch, tuy nhiên cái mức độ hạ biến cố tim mạch nó phụ thuộc vào mức độ hạ LC cholesterol, và đó là lý do vì sao hiệu quả nó không còn được nhiều như trước.